Bạn đây, hôm nay người khách này hành hạ hai cô thợ này quá trời luôn đó, các bạn thấy không? Nó hành hạ hai cô này quá trời luôn. Mà giờ này là các bạn thấy là mấy giờ, thấy không? 6 giờ mấy rồi mà nó hành hạ, làm nó không cho về mà nó hành hạ, phải tháo da tháo vô làm quá trời luôn. Giờ cũng vẫn phải ngồi làm cho nó, không làm nó vừa làm mà nó vừa nhăn vừa nhó, thấy không? Thấy khổ đời chưa? Đó, làm cái chân này không biết nó thiếp bao nhiêu nữa, hay là nó cho ăn kẹo không biết nữa. Đó, làm xong nó bắt đầu nó cho ăn cục kẹo là xong rồi đó nha. Nha các bạn thấy cái móng tay nó không nè, chờ thần chơi đó nè. Đó, cái móng tay này đâm vô phổi cũng đủ chết nữa. Đó, các bạn thấy chưa? Đây nè, đó mình cho coi nè, đó đắp nè, nỗi khổ đắp chưa, đắp cái móng này nhịn ăn cơm 3 ngày luôn á. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, móng tay của nó nè, cái chân của nó nè, đắp mà đau nó, cái nó dứt một cái là má nhìn không ra. Đó, thấy cô thợ tôi chưa? Thấy khổ chưa? Cái này chủ làm chứ không phải là mình làm đâu nha. Đó, các bạn thấy cái mặt nó chưa? Dễ thương không? Ở Việt Nam là dễ thương luôn á. Cái này chân dài là rước đi liền á. Đó, các bạn thấy không nè, móng chân nó nè, phải đắp kiểu này nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, ở ngoài trời thì nó mưa giông vậy đó, mà khách đó thì vô lai gai mà nó đài, nó đọ mình vậy đó. Mà nè, mình quay ngoài đường cho các bạn coi nè, đó. Đâu có xình lầy gì đâu ha, trời mưa, trời gió vậy đó, mà nó đi làm, mà nó hành hạ chúng tôi như vậy đó, cũng gì năm. Thôi, đừng coi nữa, mọi người coi còn dài lắm, mà mọi người coi, mọi người rất là thấy có khó chịu. Mọi người đừng coi nữa, mình coi tới đây thôi. Chúng ta quay mắt một cái điều là chúng ta qua bên này để làm gì? Mục đích của chúng ta qua bên này để làm cái gì? Và chúng ta quay mắt một điều rằng là người da màu gốc Phi ngày xưa năm 1978, người ta đã biểu tình, một cái biểu tình rất là lớn, đánh dấu cái sự cho chính phủ chấp nhận cái người Việt được tị nạn và nhập cư ở Mỹ. Thì mình phải vỗ tay khen anh bạn Thiên Nguyễn. Các bạn biết tại sao không? Thì cũng giống như các bạn đã coi ở trong video này á, là có một cái bà chủ tiệm nail, bà đang quay một cái người khách Mỹ đen và hai người thợ đang làm cho khách Mỹ đen. Thì các bạn biết là dù sao thì người Mỹ đen á là mang tiếng quậy quạng các bạn, nhưng mà không phải người nào cũng quậy quạng. Thì tại sao trong video này mình lại khen anh bạn Thiên Nguyễn các bạn? Mọi thường thường mình không khen ai đâu, nhưng bữa nay mình phải khen Thiên Nguyễn, vỗ tay cái nữa. Các bạn biết không, đi làm nail á thì người ta chia ra hai khu, khu Mỹ đen và khu Mỹ trắng các bạn. Làm khu Mỹ đen á thì nó có cái giá của khu Mỹ đen, và làm khu Mỹ trắng nó có cái giá của khu Mỹ trắng. Ok, thì thường thường các bạn biết không, khi mà các bạn đã làm khu Mỹ đen á, các bạn phải chấp nhận là những cái người khách của các bạn á là khách Mỹ đen. Ok, thì ở trong video này đó là cái bà chủ tiệm nail này, bà quay một cái clip, bà quay thẳng vô cái mặt cô Mỹ đen. Thì các bạn thấy cái bà, cái cô Mỹ đen này có ngồi im, có không có quậy phá gì cả, cho nên mình cho cô Mỹ đen này 10 điểm. Ok, thì các bạn này liên tục càm ràm là con Mỹ đen này tới trễ, con Mỹ đen này hành hạ, chỉ lên chỉ xuống, chỉ chọn đủ thứ, nhưng mà trong video clip mình thấy nó ngồi im re, nó không nói gì cả. Ok, các bạn biết không, thật sự mà nói á, mà hồi xưa mình đi làm cái tiệm khu Mỹ đen, các bạn biết không, thì các bạn nên nhớ là tiệm khu Mỹ trắng và tiệm khu Mỹ đen là hai khu hoàn toàn khác nhau. Hay các bạn nên nhớ là khu Mỹ đen và khu Mỹ trắng nha. Ok, thì khi mà các bạn làm khu Mỹ trắng á, những cái người khách Mỹ trắng nó rất là lịch sự các bạn. Khi thí dụ như mà tiệm các bạn đóng cửa 7:30 đi, là 7 giờ tụi nó không vô, tại vì tụi nó lịch sự, tụi nó muốn để cho các bạn dọn dẹp để đi về. Có nghĩa là khi mà các bạn làm tiệm Mỹ trắng á, là các bạn sẽ được về sớm đúng giờ, tại vì Mỹ trắng nó lịch sự lắm, nó biết 7:30 á là đóng cửa, thì thường 7 giờ nó sẽ không vô nữa, là khu Mỹ trắng. Nhưng mà các bạn làm khu Mỹ đen á, cái tiệm của các bạn 7 giờ đóng cửa, tụi nó vẫn vô. Ok, tại khu Mỹ đen là gì đó. Nhưng mà cái lỗi là lỗi của ai? Lỗi của bà chủ tiệm nail. Tại sao vậy? Giống như hồi xưa mình đi làm tiệm nail, bạn biết không, 7:30 mình làm xong một cái người khách cuối cùng, thì một người khách Mỹ đen khác bước vô, người khách hỏi là are you still open, có nghĩa là tiệm còn mở cửa không. Còn cái con khách Mỹ đen nó đã hỏi là tiệm còn mở cửa không, thì lúc này bà chủ mới nói là còn có ai muốn làm không. Thì bà lì lúc này á,
thay vì bà chủ tiệm nail á, bà sẽ nói là tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi, thôi đi về đi, ngày mới tới. Thì bà chủ tiệm nail bà lại không nói, bà lại quay qua bà hỏi là đại xíu nha, 10 đô của nó đó, các bạn thấy chưa, thấy khổ cuộc đời của tôi, của thợ làm nail chưa. Này mình sẽ quay cho các bạn xem đó. Nhà các bạn thấy chưa, chỉ còn một người khách này thôi mà 7 giờ đóng cửa, mà giờ này móng tay mới đãi bột lên nè, các bạn nhìn cái đồng hồ coi khổ chưa. Đó, các bạn thấy khổ chưa nè, móng tay nè, 7 giờ làm sao mà xong đây, rồi làm sao đi về, rồi mưa gió nè, con cái tóc tọc lóc tùm lum tùm la ở nhà nè. Đó, các bạn thấy chưa nè, đó cái móng nó dài thường thường vậy đó. À, nó là khách VIP của tiệm á, tháo nó đau là nó á. Đó, mình đâu có nói thừa đúng không các bạn. Đó, các bạn coi video mình đi, thấy không, khách nó, nếu mình nói là mình qua đây hỏi qua Mỹ làm gì, làm nail có tiền không, quá nhiều luôn tiền đó, nhầm chúng khách nó xịn á, Mỹ cha hay là mấy người kia hay mấy người người ta biết xài tiền á thì người ta cho tip nhiều đi, gặp mấy con như vậy á các bạn ôm đi, ôm tới sáng luôn đó, trời ơi khủng khiếp chưa. Đó, mình đâu có nói dốc đâu nè, ba màu nó chọn lựa nè, đó một người cầm tay người cầm chân kiểu này á mà làm xong rồi á nó đâu có cho tiếp đâu. Thì thay vì bả nói là tiệm đóng cửa rồi thôi ngày mai trở lại đi, thì bả không nói mà bả quay qua hỏi là có ai muốn ở lại làm cho con Mỹ đen này không. Đó, có nghĩa là cái lỗi của bà này là bả dặn muốn nhận thêm. Thì những cái người thợ á, đáng lẽ là bây giờ 7 giờ rưỡi thì về nhà với con cái đi, không chịu, thì họ nói là nhỏ nó làm gì, thôi bắt nó vô làm đi, được đồng nào hay đó. Có nghĩa là những cái người thợ này họ chấp nhận bắt cái người khách này vô để làm, chứ không phải là cái con khách này bắt họ ở đây làm. Giống như bây giờ, mình làm khuôn mỹ trắng đi, bây giờ khách không vô thì mình đi về, đúng không? Nhưng mà khuôn mỹ đen á, tụi nó cứ vô hoài luôn, là đó là khuôn mỹ đen các bạn. Các bạn biết không, khuôn mỹ đen á, khách nó cứ vô hoài luôn, 8-9 giờ cho nó vẫn vô. Nhưng mà các bạn ở lại làm, đó là quyền của các bạn, ok? Giống như bây giờ con khách mỹ đen nó vô, nó hỏi là are you still open? Có nghĩa là còn mở cửa không? Thì bà chủ bà có thể nói là chúng tôi đóng cửa rồi, chúng tôi phải đi về nhà cho chồng bú, ấy lộn, cho con bú đó. Nhưng mà bà chủ tiệm nail bà lại quay qua hỏi là có ai muốn làm khách nữa không, thì mấy bà thợ mới nói là bắt nó vô đi, làm được đồng nào hay đồng đó. Đó, các bạn thấy không, hồi xưa mình đi làm khuôn mỹ đen đúng không, 7 giờ rưỡi bà con khách mỹ đen bước vô, bà chủ bà hỏi nhân y em muốn làm nữa không, mình nói chị 7 giờ rưỡi rồi chị cho em về với chị, em làm nail hoài riết em ốm á chị. Nó thì bà chủ nói thôi vậy thôi, chị về đi, để chị kêu nó ngày mai nó trở lại. Thì bà chủ nói là sorry nha, thợ chúng tôi về hết rồi, thôi ngày mai trở lại đi. Thì con khách Mỹ đen nó vẫn đi về. Thì trong video clip này á, có thể là cái bà chủ này bà tham cái tiền này nên bà nhận vô. Bà nhận vô thì các bạn biết không, khi mà các bạn đã nhận khách vô, đồng việc với cái nghĩa là các bạn phải làm tròn cái nhiệm vụ của một người thợ nail. Đó, thì có nhiều bà thợ nail nói thôi bắt vô đi, làm đi, được rồi hôm đó. Rồi bắt người ta vô làm cho lẹ, tụi nó kiếm chuyện thì cũng là lỗi của mình, ai biểu mình bắt vô. Các bạn nên nhớ rằng các bạn đã bắt khách vô thì các bạn phải làm đàng hoàng. Giống như bây giờ là 7 giờ rưỡi đúng không, bây giờ các bạn đã, con khách nó vô, nó hỏi là có thể làm móng tay cho tôi không, thì các bạn đã chấp nhận bắt con khách vô làm thì các bạn phải làm cho nó đàng hoàng, cho đẹp, chứ không thể nói là thôi trời ơi bây giờ 7 giờ rưỡi đóng cửa mày còn vô, nó mày vô đây lẹ, tao làm cho lẹ, các bạn làm cho lẹ lẹ là lẹ rồi đuổi nó đi, nó không được, cái đó không được. Một là không làm, hai là làm phải làm đàng hoàng. Cho nên trong video clip này, vỗ tay cho Tiêu Nguyễn, ok. Các bạn biết không, nhiều khi á, cái giống như trong video clip này thì cái bà này đi, bà quay lên bà nói là con khách này á, nó hành hạ hai người thợ ở lại trễ làm, nhưng mà hai người thợ này cũng chịu ở lại để kiếm thêm tiền, chứ phải là ai ép buộc đâu, đúng không? Giống như bà chủ bà đã hỏi rồi, ai muốn ở lại làm cho hai nhỏ này không, thì hai cái bà này cũng chịu thôi, bắt vô đây làm nè. Đó, thì các bạn biết không, hai bà này nghĩ là ơi tới giờ đóng cửa để bắt nó vô làm lẹ lẹ cho nó về, nhưng mà các bạn nên nhớ rằng người ta trả tiền cho mình, người ta trả tiền cho mình thì mình phải làm đàng hoàng cho người ta. Bây giờ con Mỹ đen nó chưa quậy quạng mà mấy bà này làm lẹ lẹ lò lẹ rồi từ tôi đi về đó, muốn đi về thì đừng có bắt vô làm, muốn đi về thì đừng có bắt vô làm, không bắt người ta vô làm không coi, tại trong đầu của khách hàng á, trong đầu của khách hàng các bạn nên nhớ rằng khu Mỹ đen á tụi nó hay đi trễ lắm. Tại sao vậy? Tại nhiều con Mỹ đen tụi nó thích sống về đêm, ok, nó thích đi làm móng tay ở ban đêm các bạn. Thì bây giờ các bạn đã nhắm bắt nó vô, thì cái tâm trạng của khách hàng khi mà nó vô tiệm nail á là nó muốn được làm bộ móng đẹp đó. Nhưng mà cái tâm trạng của mấy bà thợ nail này bắt nó vô á là bà muốn làm cho nó lẹ để cho nó đi về,
hai cái tâm trạng nó khác nhau các bạn. Thì con khách nó mặc dù nó đã tới trễ rồi thì nó hỏi là bây giờ á có muốn có bắt nó vô được không, có làm cho nó được không. Các bạn biết không, những cái tiệm tóc ở Mỹ á, tụi nó làm tới 9 giờ tối tụi nó vẫn làm cho xong khách, tại vì cái tóc á, nó làm rất là lâu các bạn, cho nên nhưng mà tụi nó làm rất là đàng hoàng, tụi nó đã chấp nhận làm con khách cuối cùng tới 9 giờ là nó sẽ làm tới 9 giờ. Ok, nó sẽ phải làm cho đàng hoàng rồi. Nhưng mà cái những cái tiệm nail Việt Nam của mình các bạn biết không, nhiều khi á không 7 giờ rồi đóng cửa đúng không, họ bắt khách vô, họ nói là hồi ba vô đây đi, tao làm lẹ lẹ nó về nè, tao làm lẹ lẹ nó về. Nhưng mà con khách nó không có muốn làm lẹ lẹ nó về, tại vì các bạn đã bắt nó vô rồi, các bạn phải làm cho đàng hoàng. Thì trong video clip các bạn nghe bà chủ nói là trời ơi, con này nó hành hạ hai người thợ của tôi. Không, nó thật sự với các bạn á, cái lỗi thứ nhất á là lỗi của bà chủ tiệm nail này. Tại vì á bà biết là trời đã tối rồi mà bà còn nhận nó vô, có nghĩa là bà muốn kiếm thêm tiền. Không, bà muốn kiếm thêm thu nhập thì bà phải chấp nhận ở đây trễ. Bà có thể đuổi nó về nhưng mà không đuổi. Bà nói là thôi ngày mai trở lại đi, bà không đuổi nhưng mà bà nhận nó vô, có nghĩa là lỗi của bà là bà muốn kiếm thêm thu nhập. Thì hai người thợ này muốn kiếm thêm thu nhập thì nên ở lại làm. Hai người thợ này có thể nói là thôi chị ơi em đi về, em cho chồng em bú ấy lòng, em cho con em bú, đúng không? Thôi em đi về. Nhưng mà hai người thợ này lại không muốn đi về mà lại muốn ở lại làm, thì cũng là cái sự lựa chọn của họ. Không có ai đưa con dao lên cổ mà kêu họ ở lại cả. Ok, thì cái người khách Mỹ đen này thấy họ ở lại làm, có nghĩa là họ đã chấp nhận làm cái dịch vụ này, thì họ phải làm cho đẹp. Không, cô Mỹ đen này cổ ngồi im để cổ chờ đợi cái tay của cổ làm cho nó đẹp. Nếu như mà mình là dân chuyên nghiệp á, thì mình làm nó đẹp, nó lẹ. Không, còn nhưng mà những cái người thợ này họ muốn làm cho lẹ để về thì nó không có ra được đẹp như ý của người ta muốn bạn. Các bạn biết không, tiền nào thì của đó. Không, các bạn, người ta đã chấp nhận, người ta trả tiền, các bạn phải làm cho nó đẹp. Chứ các bạn làm cho nó lẹ rồi đi về thì dĩ nhiên người ta sẽ kiếm chuyện các bạn ha. Cho nên trong video này, lỗi của những người chủ của bạn. Giống như bây giờ nè, bây giờ mình đi về đúng không, bây giờ khách nó vô, con khách nó vô nó là có thể nào làm móng tay tôi không, thì mình nói là bây giờ tiệm đóng cửa rồi, còn có 5 phút à, làm sao tao làm được, mình ngày mai mày trở lại đi đó. Thì con khách nó là tôi, nhưng mà ngày mai tôi đi chơi rồi. Mình nói trời ơi, ngày mai mày đi chơi hả, bây giờ tao còn có 5 phút à, bây giờ mày muốn làm móng tay đúng không, mày vô đây tao làm 5 phút cho mày. Không thể nào được các bạn. Các bạn không thể nào làm một bộ móng tay trong vòng 5 phút được. Ok, một á là các bạn kêu nó đi tiệm khác, hai á là các bạn kêu nó trở lại ngày mai. Nhưng mà trong cái trường hợp này cái người khách nó không có thời gian, thì bây giờ các bạn nói là ok, bữa nay gặp hên là gặp tôi nha, gặp nhân lì nha, bây tôi phá lệ một lần. Ok, đáng lẽ là 5 phút nữa là tiệm tôi đóng cửa, nhưng mà bây giờ vô đây tôi làm thì mình đã chấp nhận, còn 5 phút nữa là mình phải đi về, 5 phút nữa là mình phải đi về. Bây giờ con khách này nó không có thời gian. Ồ, phá lệ lần này nha, phá lệ lần này thôi nha. Ok, mình đã bắt nó vô là mình sẽ làm. Thì bây giờ đáng lẽ là 5 phút nữa là mình phải đi về, 5 phút nữa là mình phải đi về các bạn. Nhưng mà bây giờ mình bắt nó vô thì mình phải chấp nhận là ở lại 1 tiếng đồng hồ. Mình chấp nhận tại vì mình đã bắt nó vô là mình phải làm cho đàng hoàng. Đó, mình làm đàng hoàng cái nó đi về, nó cho mình tiền tơi nhiều. Tại vì các bạn chấp nhận bắt khách trễ, đồng nghĩa các bạn phải ở lại trễ. Chứ đừng bao giờ suy nghĩ là vô đây lẹ lẹ để tao làm cho mày lẹ lẹ rồi mày dính đứa về nè, mày ngồi đứa hoài cho mày đứa lẹ lẹ coi. Không thể nào được, khách nó sẽ kiếm chuyện mình. Một là mình không bắt khách vô, hai là mình bắt nó vô mình phải làm đàng hoàng. Chứ các bạn bắt vô mà các bạn làm lẹ lẹ nó kiếm chuyện các bạn là cái lỗi các bạn chứ không phải là lỗi khách nha. Cho nên video này mình phải khen anh bạn Thiên Nguyễn. Các bạn vỗ tay. Đột phá cho ngành nail, Li K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD, giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Li K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.